Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một dự án Big Zican. Big Zican là gì? Là một thị trường toàn cầu về điện tử cung cấp các dịch vụ tốt nhất như mã thông báo BKN, và nhiệm vụ chính của nó là quản lý tiền cho các mục đích trong tương lai bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh trong công nghệ blockchain. Big Zican tích hợp các tính năng dựa vào web và giao diện trực quan cho người dùng thực hiện giao dịch bất cứ khi nào ở bất cứ đâu trên toàn cầu. Nền tảng cam kết làm việc của nhà đầu tư đảm bảo rằng lợi ích của họ được gắn liền vào từng giai đoạn quy trình kinh doanh. Người dùng lợi ích của Big Zican, phí gửi tiền hoặc rút tiền của từng người cấp đối với tất cả các loại điện tử. Chương trình liên kết tuyệt vời, phí được đảm bảo bằng mật mã được cung cấp bởi công nghệ tính toán đa bên. Các kế hoạch rút tiền linh hoạt của cho nhà đầu tư. Các tính năng khác của nền tảng Big Zican, một số công cụ để phân tích, cảnh báo tất cả hành động giao dịch, lịch sử đặt hàng, hỗ trợ kỹ năng đa ngôn ngữ mức độ bảo mật cao và thông báo các thể được sử dụng trên toàn cầu, phân quyền về bản chất, minh bạch và trách nhiệm, độ bền tính cậy và tuổi thọ, khả năng mở rộng, phân phối mã thông báo ban đầu. Đợt phát hành sẽ có giới hạn ban đầu BKN là 100 triệu. Trên số này, IDO sẽ gửi đến 12 triệu 12% của nhóm Iniworld để bảo đảm sự ổn định của mã thông báo. Hồ bơi sẽ được tài trợ bằng USDC và USDC là một Starling Coin. Giá bán mở đầu của là 0,1 BKN trên USDC. Điều này ngụ ý rằng sẽ có 1.200.000 USDC trong hồ bơi tại thời điểm đóng cửa. Uniwatt là một giờ giao thức thanh toán tự động được cung cấp bởi công ty sản phẩm không đổi, được triển khai trong một hệ thống các hợp đồng thông minh không thể nâng cấp theo chuỗi khối Ethereum. Điều này loại bỏ nhu cầu về các trung gian tính cậy, ưu tiên phân quyền chống kiểm dịch và bảo mật. Uniwatt 16 là phần mềm nguồn mã mở cấp phép cho CBL giao dịch nhanh. Các giao dịch liên kết ngân hàng có thể mất vài phút hoặc vài ngày để thanh toán bù trừ và quyết toán cuối cùng. Đặc biệt là ngoài giờ làm trong khi giao dịch trên Big Zican phải mất vài giây để hoàn thành, việc này sẽ bỏ bên thứ ba và các bên trung gian chi phí chung cho việc trao đổi giao dịch tài khoản trên Big Zican Exchange là rẻ, bảo mật cấp cao là ưu tiên hàng đầu của sàn Big Zican. Bảo mật được bảo vệ qua MVC, được bảo mật bằng mật mã và bảo vệ ví khỏi các lỗi nào của con người hoặc cuộc tấn công mạng. Bảo đảm cho cuộc địa chỉ một địa chỉ ví là cần thiết. Mục tiêu chính của Big Zican: hiệu quả quỹ tự quản, bảo đảm cho quỹ hiệu quả và quỹ hiệu quả để người dùng có thể trải nghiệm tốt ở cùng một nơi. Ngoài ra, mục tiêu của nó là làm cho con người có thể mã hóa bất kỳ tài sản hoặc
trong phạm vi riêng của họ. Bất kỳ nơi nào trên thế giới có dịch vụ mã thông báo bảo mật SSTO. Và video này mình sẽ giới thiệu cơ bản về dự án này. Còn muốn chi tiết các bạn hãy nhớ vào link ở dưới phần mô tả. Xin chào các bạn.